Xin chào cả nhà đã đến với clip thứ ba của tuần này ạ, ngày 25 tháng 5. Clip này sẽ có một số đồ bếp ạ. Anh chị mua đồ bếp bên em thì đơn trên 400, chuyển khoản bao ship ạ. Ship có thì đồng giá 30.000 một đơn. Mã đầu tiên của clip này là A8860.000 ạ. Dài 28 xăng. Cái muỗng múc canh. Cái muỗng này anh chị, chỗ này nè. Chỗ này sẽ phải là nó hít chặt vô ha. Cái này nó hơi bung cái chỗ này ra xíu, nhưng mà vẫn xài bình thường anh chị ha. Nè, nó xài cái thế để gài vào. Cái này là muỗng để gấp, muỗng đi phượt. Bỏ vào ba lô ha anh chị. Cái này dài 28 cm, thương hiệu dập chìm Captain. Captain muỗng múc canh in cái này A8940.000, dài 30 cm, dày dặn 40. A90 hai cái, dài 24 cm. Cái muỗng dập liền khối ha, này của Ấn Độ với một cái xẻng để nấu ăn. Hai cái này 70. A91 ba cái, dài 24 cm, dài 24 cm, 20.000. Cái này sale anh chị ha, về anh chị sử dụng ha. Này 5 cái muỗng pha chế anh chị 50.000, dài là 17 cm. Cái muỗng này thì anh chị có thể nó có mạ bạc ha, thương hiệu của nó là thương hiệu nó trên cái bao bì. Hàng này là hàng mới ở trong cái lô thanh lý á, nó bạc bạc anh chị, rất là mới, dài 27 cm. Ở trên là có đầu con hạt nè, con chim, trên chim này chim gì, chim hồng hạt phải, em cũng không chắc. Này là 50.000, 5 cây. A93 4 cây này 90.000. Tay cầm nó bằng sứ nha anh chị, tay cầm bằng sứ, dao để bàn ăn. Dài 25 cm. Này cũng trong bọc nè, mới. A94 2 cây, dài 19 cm, 40.000. Thương hiệu dập chìm, hàng mới nè. Hàng đã qua sử dụng, có mạ bạc nha anh cái anh chị, cái màu này là nó mạ bạc á. A95 50.000, dài 21,5 cm, 2 cây. Hai cây nĩa. Cây nĩa mũi nó rất là nhọn ha, khá nhọn. Thương hiệu cái này dập nổi, này dập chìm carat. Này dập chìm mà thương hiệu á. A96 ba cây cùng bộ hoa văn rất là đẹp ạ. 60.000, dài 19 cm, thương hiệu dập nổi, stainless dập nổi ạ. Dạ, muỗng khá là mới, nĩa này khá là mới anh chị. A97 20.000. Một cái nĩa ở trong bọc. Dài 16 cm, 20.000. A98 120.000, này mạ bạc nha anh chị, cái màu mạ bạc. Màu này thì nó nhìn vậy chứ không phải là cũ nha anh chị. Dài là 20 cm, 6 cái. Nói chung cái kiểu hoa văn tay cầm kiểu Nasiri như thế này. Màu nó màu rất là đặc biệt. Stainless dập chìm. 6 cây. A99 2 cây, dài 24 cm. Muỗng này size bự nha anh chị, size này có thể múc canh hoặc là anh chị ăn kiểu ăn Hàn Quốc á, một muỗng rất là to á. A150 một cái muỗng múc canh, một muỗng vớt canh nè. 50.000, dài 19 cm. Này Maratian, thương hiệu dập nổi. A101 40.000, 2 cây. Cây này cái phần này nó hơi có chấm chấm bị xước á. Rất là dày dặn. Và một cái muỗng cong múc canh. Loại này nó cũng dài 21 cm thôi. Muỗng cong múc canh này nó cũng ngắn, không có dài ha. Này để tô rồi được anh chị. Dài bán 40.000. A102 3 cái, dài 22 cm. 3 cái giống nhau. Muỗng này nhà em là bỏ trong tô canh, dài 24 cm. Thương hiệu Made in Japan. A103 40.000, 2 cái, một cái muỗng, hai cái muỗng cơm, muỗng ăn cơm. Thương hiệu dập chìm. Muỗng dày dặn sáng bóng, thương hiệu đẹp, dài 18 cm.
A104 2 cái dài 19,3 cm. Này thương hiệu dập chìm, hàng dày dặn ha, 40.000 2 cái. A105 50.000 2 cái dài 18 cm. Này của Kai nha anh chị, Kai dập nổi lên 50. A106 3 cái dài 17,7 cm, 3 cái 50, thương hiệu dập chìm, strandless dập chìm, hàng cũng tương đối mới. A107 4 cái dài 18,5 cm, 70.000. Dày dặn chắc chắn, muỗng rất là dày. Muỗng là nó không có cái kẽ ở đây đâu anh chị. Anh chị xài muỗng Việt thì biết rồi, nó sẽ có, nó cong là nó bẻ cho cong để thành cái tay cầm anh chị. M108 6 cái dài 18 cm, đúc nó dày khoảng phải 3 ly. Cái phần ấy là cái ở trên nó là màu si bóng, còn ở dưới là màu mờ ha anh chị. Có dập nổi dập chìm, cái kiểu nó là nó có gờ lên cao, nó gờ thế này. 6 cái này 80.000, khá là đẹp. A109 5 cái 80.000, dài 18 cm, kiểu hoa văn nó sọc sọc thế này. Dày ha anh chị, dày 2-3 ly á. Dập chìm, thương hiệu dập, có cái dập nổi, có cái dập chìm. A101 4 cái 80.000, dài 17,3 cm. Cùng một hiệu ha, hàng khá là mới. Dập chìm, dày, strainless sapan, mới đẹp. A111 5 cái dài 18 cm, kiểu hoa văn trơn giản dị. Thương hiệu có cây Bill Light, cây là nhiều nè, cây tới 3-4 cây. Bóng đẹp anh chị, mới bóng đẹp. Anh chị cầm mấy cái muỗng này xài không thích thì thôi á. A112 dài 19 cm, trơn giản dị nè, thương hiệu. Cái này còn dính bẩn xíu anh chị. Anh chị về vệ sinh giùm em ha. Nhiều hồi tại em vệ sinh cũng dễ thôi, nhưng tại vì nhiều hồi xét hàng á, nhân viên xét hàng thì em không có kiểm tra được á, em quên, em sợ em quên thôi, không dám hứa. A113 20.000, cái này để kẹp anh chị, ví dụ anh chị trộn nước sôi hoặc là cái gì vào cái bình rồi anh chị kẹp cái bình nè, kẹp cái bình, hay chả đâu kẹp cái bình á, hay anh chị nào mà có em bé nhỏ trộn bình nước sôi cho em bé, cầm cái này kẹp để rót ra ha, chứ không nó bị sôi luộc nước sôi rồi. Này 20.000, dài 20,5 cm. A114 70.000, super cut nĩa sapan, cái nĩa khá là dài anh chị, nó dài khoảng chắc 25 cm, có thước luôn nè, dài 23 cm. A115 20.000, cái bằng bào mài ha anh chị, 20 cell dọn kho luôn. A116 50.000, bộ muỗng nĩa cho em bé nè anh chị, rất là đẹp ha, màu dễ thương. 50.000 cho em bé nè. Này strand, gì thương hiệu dập nổi thôi anh chị, bên Nhật nó dập nổi. A119 60.000, 6 cái dài 12 cm, nĩa mà vàng, thương hiệu của nó nè, dập hàng rất là chất lượng. 60. A121 6 cái dài 14 cm, nĩa mạ vàng. Cái gì cho nĩa là mua, thích hay mua lắm, tại vì nó nhỏ nhỏ hay xài nè anh chị, ăn trái cây các loại. 80. A121 6 cái dài 12 cm. Những cái muỗng này muỗng cà phê, sữa chua, mứt bát kẹo rồi anh chị ha. Cà phê rồi uống nước rồi, quấy pha chế. 12 dài 12 cm. 123 cùng thương hiệu, 2 muỗng 2 nĩa 40.000, dài 12 cm. A124 5 cái
90.000. Dài 13 xăng, inox mạ vàng. Cái hàng này rất là đã luôn. Dày dặn chắc chắn ha, Maratian luôn chị. Hàng thương hiệu rất là nổi tiếng hết. 90.000. Giá này chỉ có hàng bãi thôi. Anh chị mua hàng mới là nó chỉ phải gấp 2 gấp 3 lần. A125 4 cái, dài 12 xăng. Rất là đẹp anh chị, muỗng này uống cà phê bao đẹp ha. Saban, có chữ Saban phía sau. Trái tim đồ, mạ vàng. A126, 3 cái này 20.000 thôi anh chị. Muỗng này màu thì không sáng lắm, của Naratian. 20, dài 14 xăng. A127, 5 cái, dài 13 xăng. 40.000. Cũng dập dày ha, mấy muỗng này cũng dày, cũng dặn dày dặn vậy thôi. Strandless dập nổi. A128, 5 cái, 80.000. Cái này hàng mới à, cái này em sale à. Này dài 13,5 xăng, 5 cái, mới rất là đẹp anh chị. Strandless phía sau, 18,8 strandless, muỗng mới nè. Đó, quá là đẹp luôn, sáng bóng, dày dặn nữa. A129, một cái ép chanh. Ép chanh, ép nó sẽ không bị rớt tép anh chị. Nhiều hồi anh chị vắt nó sẽ bị rớt tép, tép nguyên miếng miếng kiểu vậy. A130, 60.000. 7 cái, dài 25 xăng. Này xiên đĩa vậy anh chị. 60, có cái bảo vệ ha. 60. Này 7 cái. A131, 5 cái, 40.000. Dài 26,7 xăng. A134, A132, 30.000. Dài 23,5 xăng. Gấp 23,5 xăng. 30. A134, 20.000. Ngang 12,5 xăng. Cái ray bột ha, ray size nhỏ. A133, 80.000. Ngang 24,5 xăng. Này rất là chắc chắn, dày dặn chắc chắn, nhưng mà nó bị bám rỉ anh chị. Nó có vài vết bị bám rỉ, nó đen đen vậy thôi chứ nó không bị tự sinh rỉ ha. Nó bị bám rỉ cho nên nó hơi đen, nó có vết giống như là thẹo anh chị. Này strainless Japan phía sau. Rất là chắc chắn anh chị, mua hàng Trung Quốc, hàng mới sáng trưng thì nó cũng không có chắc chắn, nó rất là dễ rớt. A171, 50.000. Có 12 cái các hoa văn này anh chị ha. Xài cái này luôn nè. Đây anh chị, có các hoa, có muỗng, 12 các chi tiết để làm bánh. Rồi cái này A118 cũng 50.000, có 10 cái. Thì nó có 10 cái chi tiết kiểu hoa thế này anh chị. Đây là để làm bánh, làm chắc làm bánh này. Này trái tim rồi bông hoa. Rồi các kiểu anh chị ha. Xong bộ này 50. A135, 40.000. Ngang 14 xăng, một cái vợt. Vợt này cũng mềm mềm ha, mềm. A136, 60.000. Cái rổ nhỏ, ngang là 14,5 xăng, cứng chắc. A137, 30.000. Ngang là 17 xăng, khung rất là cứng chắc anh chị, lưới nó cũng ok. A138, 60.000. Cái này cứng chắc nè, 60.000. Ngang là 17,5 xăng. Chỉ còn giờ chỉ còn hàng những cái nhỏ nhỏ vậy thôi, rất là dễ thương, cứng chắc ha. A139, 70.000. Cái này dày dặn, cứng chắc. Ngang là 19 xăng, khung thì chắc chắn rồi. A140, 40.000. Cái này màu thì nó không được sáng lắm, ngang là 20. Màu không được sáng lắm, anh chị vệ sinh thêm anh chị ha. Khung thì chắc chắn rồi.
cái lưới thì cũng có hơi mềm. A1 41 20.000. Cái này nó bị rỉ nha anh chị. Cái này là bằng sắt bị rỉ. 20 em sale anh chị về làm gì làm ha. Ngang là 23 xăng, có quay. Rất là chắc chắn nhưng mà nó bị rỉ hoặc là bị bám rỉ á. A1 42 80.000. Cái này để chiên đồ anh chị che nó lại nha. Che để không bắn vẫn thoát hơi để nó không bị hư đồ chiên. Ngang là 29,5 xăng. Cái này nó có cái khung là rất là chắc chắn, mình chiên xong mình bỏ trên đây để ráo dầu cũng được nữa. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.